để người ta mới thấy được. Con này là con gì đây không biết luôn, quý vị ơi. Này ngộ ha, không biết con này có gì đâu, không biết luôn. Ở đây không biết, ở đó chưa từng thấy con này. Buồn này, san hô mà san hô sống rồi. Cái này nó chắc là một loại san hô hay là rong biển gì đây, rong biển chắc là rong biển nào. Mùa gai đây thì có gai đó, coi chừng bị ngứa đó, đừng đụng đó. Không ngứa, bình thường à. Ngứa không? Không ngứa thì mình chạm thôi, sợ chảy máu không? Dạ. Ủa nó quẫy vậy? Nửa ký, phải chừng 200 gram à. Con này để siêu tầm được, bỏ vô lồng cứng đó, bỏ lồng kiến đó. Quật lạ hay chú chờ? Giặt lá thiệt mà, chưa từng thấy. Ở mấy mươi năm mà chưa từng thấy con này. Nhưng mà từ lẽ anh cùng nó mà nó không bóp vào. Không, nó không sao, bình thường nó còn sống rồi. Sao vậy á? Không phải sao. Năm cánh à? Rồi san hô hay rong biển gì thôi. Rong biển mà nó có động vật sống rồi không? Nó sống mà.